Buổi sáng sớm ở đây rất là thích. Mio thức dậy đi dọc theo bờ biển ở trước nhà thì Mio thấy có rất nhiều cánh bướm ở ngoài biển. Biển thì xanh thẳm luôn, gió rất là mạnh quý vị ơi. Và vì năm nay ở nơi này họ chuẩn bị tập luyện cho festival, thành ra rất là nhiều người đến đây để tập luyện cái thuyền này. Mio đứng ngắm biển mệt mỏi mà không biết chán luôn, vì nó đẹp ơi là đẹp. Lần đầu tiên Mio ở châu Âu đi du lịch đến một cái nơi như thế này. Mio đến Paris thì nhiều để thăm gia đình, nhưng Mio không có đến một cái điểm du lịch như thế này. Vì em Mio sống cũng ở xa, thành ra mình đi cũng phải có thời gian. Mình đi làm đó, mình không có thời gian nhiều để mà đi xa đó quý vị. Ngắn ngày quá thì uổng lắm nếu mình đi đến một nơi rất là xa như thế này. Và lần này ngoài sức tưởng tượng, Mio nhìn thấy được những cảnh quan rất là đẹp ở một cái thành phố biển nổi tiếng của nước Pháp là Marseille. Em của Mio thích sống ở nơi này vì em trai của Mio chơi sport. Em trai Mio làm thuyền, đi thuyền đó, chèo kayak đó, thành ra thích ở và làm việc ở cái nơi nào thành phố biển, sóng biển xanh dạt vào bờ như thế này. Mình nghe mùi nước biển, mùi của gió buổi sáng sớm rất là tuyệt vời. Ở đây có những chiếc ghế để người ta nằm phơi nắng. Ở thành phố biển thì người ta thích phơi nắng để cho da mình nâu sạm đi, cảm thấy mình khỏe mạnh, không ở như những người ở thành phố áo gì hết các bạn. Bây giờ là buổi sáng sớm, mình đi bộ từ ở trong nhà, trong cái đường này đi bộ ra biển. Bữa nay mới vô thấy lạ là mấy người này đứng ở dưới biển đó. Bây giờ nhìn xem mấy người đang đứng ở đó tập thể dục ha. Bây giờ hỏi thì em trai mới giải thích là mấy người này đi bộ ở biển. Bây giờ sẽ zoom gần lại cho quý vị xem ha. Đi bộ từ đây qua tới cái bờ bên kia đây, họ đang đứng ở đây nè đó. Họ đi bộ như vậy đi qua tới ngay cái bờ bên kia là có thể đi bộ, nước nó chỉ tới cái bụng mình thôi nè. Mình vừa đi vừa tập thể dục á, ngộ quá ha, lần đầu tiên thấy luôn. Nhưng mà đến khi nước lớn lên thì đâu Mấy người có mà đâu lớn tuổi rồi không? à, mấy người lớn tuổi họ tập thể dục như thế này, mình đi ở dưới nước nó sẽ nhẹ hơn là mình đi bộ ở trên bờ. Chưa chắc à. Chưa chắc hả? À mà họ đi bước rất là nhỏ như thế này, rồi đi đi từ từ xa qua bên cái bờ kè bên kia đó. Tập thể dục cho mấy người hơi lớn tuổi một chút xíu hả? Mà hay quá, lần đầu tiên mình thấy luôn đó. Quý vị thấy người ta đi nhúc nhích đó. Bữa nay thì biển yên lặng hơn, không có nhiều tàu buồm nữa. Ngày Chủ nhật rồi, người ta đã đi trở về rồi, cho thứ hai đi làm thì không có ai chơi nhiều giống như ngày hôm qua là ngày thứ bảy ha. Thì ở đây thuyền buồm đầy ở đây hết, cũng có vài người đi chèo thuyền. Hồi xa giống như em của Mio cũng tập thể thao cái môn chèo, chèo cái đó kêu kayak hả, kêu kêu cái chèo avion, chèo cái xuồng đó, tập thể dục sáng sớm. Em của Mio cũng thức dậy chèo từ đây xa qua tới bên kia rồi trở về, là khi đó Mio mới có ngủ dậy thôi à. Đi bây giờ mình đi, Mio sẽ đi bộ dọc cái bờ biển này, đi uống cà phê xong rồi chút xíu trưa là Mio phải đi trở về biển rồi. Mio đi ngang đây quý vị sẽ thấy gần hơn mấy cái những người tập thể dục này.
giờ cứ nghĩ là mình đi trong biển thì nó sẽ nhẹ hơn, đi trong nước nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà không có phải như vậy đó. Nước là Mio nghĩ nước nó chặn mình lại hả? Ở dưới đây là chỗ người ta nằm phơi nắng uống nước, à là của cái quán này, cái quán Sauna Beach. Nghe mùi cá, mà biển phải nghe mùi cá như vậy mới thích là biển. Trời ơi, mình đi ngang nhà bếp của người ta hỏi sao ở dưới đây nấu ăn nghe mùi thơm quá. Đi ngang nhà bếp nè, vô nói là nghe mùi cá. Đây có những người buổi sáng người ta đi phơi nắng, ngồi phơi nắng ở dưới. Nó ngủ à. Nó ngồi trời nắng nó muốn ngủ. À, nó bị thương. Nó bị thương ở cái bụng. Ở đây kiếm chỗ đậu xe cũng mệt luôn. Nhiều khách du lịch quá quý vị ơi. Kiếm chỗ đậu xe cũng rất là khó. Coi này, người ta đậu kín hết con đường luôn. Và Mio cùng em Mio sẽ đi xuống đây để kiếm chỗ ăn cơm. Không phải kiếm, biết chắc là có chỗ rồi. Ở đây đường núi dốc, nhưng mà cảnh rất là đẹp. Đây là cái cây để mình trả tiền đậu xe. Quý vị thấy không? Xe đậu ngay cứng hết con đường luôn. Việt Nam mình gọi là xúc xích sushi suson. Xúc xích này quý vị, với lại mấy cái gì? Mấy cái thịt xông khói. Đặc biệt ha. Nhìn nó đen thù lùi vậy chứ mà cắt ra nó ngon lắm đó. Ở đây họ có bán đồ may giống đồ ở Việt Nam nè. Mấy cái giỏ may đồ, bán đồ cho khách du lịch nè quý vị. Ơi có nón luôn nè. Bây giờ thì em Mio sẽ mua nấm. Nấm này để làm chung với lại thịt bò. Rất là ngon luôn quý vị ơi. Ở Marseille là xứ biển, mà mình chưa có đến lần nào, thành ra mình đâu có biết được là trời nắng nó rất là chói chang, mà nắng nó thẳng vào con mắt của mình. Mình đau mắt quá không mở mắt ra nổi luôn đó. Rồi gió mạnh nữa. Vì vậy em trai mình nói là sẽ mua một cái kính tặng cho mình. Bây giờ hai chị em đi vào trong tiệm để lựa kính. Cái cô bán kính giới thiệu cho những cái kính mà thích hợp với mình, nhưng mà mình không thích. Cuối cùng thì mình chọn được một cái kính này mình cảm thấy thích hợp với mình nè. Vậy là quyết định chọn cái kính này nha quý vị và các bạn. Bây giờ thì đi tham quan được rồi, mình có kính để đeo rồi. Kem của mình đã tới đây rồi. Kem này là kem cam nè. Xong rồi có kem tươi nè. Xong cái bánh nè. Điện thoại này kỳ quá. Bắp. À, phải đi mua 2 miếng. Mua đồ xong rồi. À, bây giờ mình còn mua thịt nữa. Mua đồ về để nấu ha. Bánh ướt nè. Chè xô nước nè. Canh hổ qua nè. Rồi bây giờ hai chị em mình sẽ đi mua thịt nè. Vậy là chuyến tham quan của mình đến Marseille đã chấm dứt rồi. Mình phải đi về thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Video xin mến chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Video mong rằng quý vị và các bạn thích cái video này.